Entertainment hân hạnh giới thiệu đại nhạc hội trực tiếp phô hình DVD số 20 tại đại hí viện Carpenter Performing Arts Center thuộc thành phố Long Beach vào 6 giờ chiều thứ bảy ngày 1 tháng 12 với chủ đề Chân dung Việt Nam cùng với thế hệ vàng của sân khấu điện ảnh và tân nhạc Việt Nam hội ngộ: Giao Linh, Thanh Lan, Lê Uyên, Băng Châu, Diệp Thanh Thanh, Tuấn Vũ, Trang Thanh Lan, vân vân. Nhóm kịch Đỗ Thanh Entertainment với sự góp mặt đặc biệt của nữ ca sĩ Tú Trinh, Hoàng Hiệp, Bảo My, Mỹ Trinh cùng với hàng trăm anh chị em nghệ sĩ, bốn vũ đoàn cùng dàn dựng chương trình có ý nghĩa lớn. Chân dung Việt Nam, phong cảnh rực rỡ, vũ công trang phục lộng lẫy, âm thanh ánh sáng hiện đại. Một bước tiến đột phá về nội dung trình diễn trên sân khấu trẻ tại hải ngoại. Lúc 6 giờ thứ bảy ngày 1 tháng 12 tại Carpenter Performing Arts Center, đại nhạc hội trực tiếp thâu hình. Liên lạc đặt vé, một địa điểm duy nhất: Đỗ Thanh Entertainment, 949-233-8621, 949-233-8621.